sinh lại, còn lưu động lại để cho chúng sanh có một cơ hội để lập thân. Chứ không thôi là hạ nguyên để không còn một nguyên nào nữa, nó đi xuống tới cuối cùng tận cùng thế giới là hạ nguyên hạ. Mà muốn chuyển lại thượng nguyên là phải tẩy trần, lọc sạch cái thời hạ nguyên này mới hết ngày rồi tới đêm. Mà hết đêm rồi sẽ tới ngày, hết hạ nguyên rồi sẽ trở thành thượng nguyên. Nhưng mà lúc giai đoạn mà thay đổi như vậy đó thì tất cả mọi thứ đều xảy ra. Đức Thầy cho chúng ta biết rằng khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Bà con đồng đạo chúng ta ngày hôm nay có cảm nhận được cuộc đời khổ chưa? Cái tuổi đời của cháu Dũng còn thấy được mà. Cái tuổi của mấy bà, cái tuổi của các ông đã cảm nhận được và thấy được cuộc đời này nó khổ, muôn trùng cảnh khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính trình Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Tự Thần Chư Vị Sơn Thần Chị Năm Non Bảy Núi Trạm Hồ Chí Minh. Thưa mấy chị, thưa chú đồng đạo kính mến, hôm nay nhằm ngày 23 tháng 8 niên nhâm dần, cũng nhằm ngày lễ kỷ niệm đó niên hàng năm cho thân phụ chúng tôi là Vũ Văn Chải, được nhân viên hội ngộ hôm nay toàn thể đồng đạo chúng ta trở về đây tham dự buổi lễ kỷ niệm bữa cơm và xong còn lại những số anh em đồng đạo và trong tân tộc, chúng tôi về đây xin trân trọng giới thiệu Đệ Dũng ở nơi Thuận Giang cũng thường là tu tập và hôm nay đã có cắt cái nơi tịnh dưỡng ở trên Thiên Cẩm Sơn và thường dẫn đoàn nhớ anh em đồng đạo để trở lại là chân lý với thầy để lo tu hành qua Hà Nội. Thì đã đến giờ trao đổi là pháp, chúng tôi xin trân trọng mời Đệ Dũng đến gặp gỡ các bác trong những cái chuyên này lễ kỷ niệm thân phụ chúng tôi hôm nay làm món quà công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa chú Thím Úc cùng chú Tư, thân bằng quyến thuộc trong gia tộc kính mến, hôm nay trong gia tộc để làm một cái bổn phận là một người con hiếu thảo đền đáp lại một cái công ơn trong muôn một, đó là do thân phụ của chú Thím trong gia đình cũng là thân phụ chú Tư, cũng là người con trong thân bằng quyến thuộc, nghe lời Đức Giáo Chủ cho biết ông bà cha mẹ qua đời nó có hai cách để đáp hiếu. Khi mà ông bà cha mẹ còn hiện tiền thì đắp lạnh quạt nồng, lo cơm no cơm ấm áo, đói lòng ăn đọt trà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng, gươm vàng rớt xuống hồ Tây, công cha cũng nặng mà nghĩa thầy cũng sâu. Người con hiếu thảo thì hiện tiền thì làm gì đó để đền công ơn trong muôn một cha mẹ đã tạo thành hình cho chúng ta ngày hôm nay. Đừng để làm giống như Đức Thầy cho chúng ta biết rằng nhớ câu ăn giấy bỏ bìa, được thăng sung sướng dội lìa tổ tông. Uổng đi một kiếp người, được làm người không phải dễ, mà được rồi đó thì phải làm sao cho có ích lợi. Bổn phận con người phải làm gì trong kiếp sống và phải cần tìm kiếm chân tánh của mình, thiệt hành theo giáo lý của Đức Thầy thì sẽ Thầy ủng hộ cho chúng ta. Còn nếu ông bà cha mẹ qua đời thì chúng ta phải làm bằng cách như thế nào? Ráng tu cầu và hy sinh đời ta, làm điều đạo nghĩa rửa nhục tổ đường. Ngày hôm nay gia đình thân bằng quyến thuộc cùng láng giềng cùng chư đồng đạo hợp tâm cùng nhau để trợ trưởng cho nhau, cho gia đình được làm bổn phận hiếu đạo của một người con đối với ông bà cha mẹ của mình. Qua sự nghĩa cả cao đẹp như thế này, chúng tôi tin chắc rằng vong linh của ông cùng của quyền thất tổ dù ở cảnh giới nào cũng sanh hóa về Tây Phương Cực Lạc, đem sự công đức của cháu Dũng tu tập được bao nhiêu, xin nguyện hồi hướng tiếp duyên cho cửu quyền thất tổ và hương linh thân phụ chủ gia trong gia đình thẳng tiến về Tây Phương Cực Lạc. Còn đã được về Cực Lạc rồi, tăng cao thêm
phần phẩm vị, chúc phước cho thành công. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cháu Dũng giao duyên cô bác anh chị em mình khoảng 30 phút thôi. Phía sau còn gặp được chú Năm Xe Ôm cùng các chú Tư Giang và tất cả chư đồng đạo. Nhưng mà hôm nay cháu Dũng mà không biết mình sẽ gặp gỡ với bà con mình bằng cái ý gì. Cô bác tự hỏi hoặc là con tự nói, cô bác tự chọn. Và nếu tự nói thì con tự nói. Còn nếu cô bác tự hỏi qua từng câu giảng Đức Thầy thì con cũng cố gắng. Tuổi con nhỏ nhưng con cũng cố gắng làm sao hết sức mình mà thôi. Con tầm ăn lá dâu xanh, còn biết nhã tợ, nhã những sở tơ lòng đền ơn cho chủ. Hôm nay con đến với gia đình này của chú Thím Út cùng chú Tư. Nãy con cũng đã nhận được một buổi cơm, coi như là đã nuôi con được một ngày rồi. Thì đây con đem lại cái tinh thần đạo Pháp, đem lại những gì mà cháu Dũng học hiểu được, sẽ gặp gỡ chia sẻ vào một mảnh đề với hai câu giảng của Đức Thầy. Đầu của cái quyển đó tức là quyển nhất khuyên người đời tu niệm, sấm giảng khuyên người đời tu niệm, đó là quyển thứ nhất mà Đức Thầy viết lối khoảng tháng 9 năm Kỷ Mão năm 1939. Cái điều chi thiếu sót ngưỡng mong toàn thể trong nước ngoài nước cô bác hiện tại hoan hỷ cho, vì tuổi đời cháu Dũng cũng còn nhỏ, cái tuổi cô bác ngồi phía dưới cũng như là đang ngồi kiểm bài dùm cho chúng con thôi, tập sự cho che già măng mọc khế giảng khai lai để giả tỷ các vị giống như ông Hai Tho, ông Bác Mù Tiễn, ông Bảy Ưởng, các vị này đã người đi trước đã ngã mình xuống rồi vì Phật pháp, vì dân tộc mà hy sinh và cố gắng tu hành cho đến ngày mãn cuộc đời. Phía sau còn lại những đàn em cháu phải cố gắng làm sao đó nói gót theo. Con là được những vị này đã đào tạo được cho chúng con. Ông Hai Tho là một người con ưu ái trong cuộc đời tu tập nhất. Lúc con mới phát tâm, con nghe được cái bộ đĩa của ông, nghe băng của ông vào thời kỳ đó còn băng. Bao nhiêu cái băng của ông Hai Tho là con kết nạp lại hết, con thu gặt hết. Ở tại trại của con hiện nay là trên 40 mấy cái cuồng băng của ông Hai Tho. Song song vào đó rồi tiếp tục đó là con còn được học của ông Bác Hai Mù Tiễn rất là nhiều những cái đĩa của ông. Con chỉ gặp được một đôi lần mà lúc con còn nhỏ lắm, con chưa hiểu được nhiều, con chỉ được nghe tới lui thôi. Cái thâm nhập của con cũng được đôi phần của các ông đó, các ông ấy. Sau cùng đó là được ông Bảy Ưởng là người hướng dẫn cho con, bắt đầu phải luyện quốc văn, bắt đầu là phải viết văn nghị luận như thế nào để mở đề, để nhập đề và để chứng minh bình kết luận như thế nào, là sau cùng là nhờ các ông. Còn lúc mà đầu tiên nhất mà để phát tâm tu tập á, là nhờ anh Hai Lùng, là người để làm cho con chợt tỉnh. Sau đó là tới nhóm chú Tư Giang, là người dạy tôn chỉ cho con. Cho nên ngày hôm nay các ông cũng như là người kiểm bài cho con, kiểm chứng coi em cháu của mình thời gian sau này nó có tiến bộ, nó có đạt được như thế nào, có ý chí để lăn cái bánh xe Pháp, Đạo Phật giáo hoàn hảo cho đến mãn cuộc đời được hay không, nhờ các ông các cô theo dõi cho con. Thưa toàn thể chư quý vị, hôm nay cháu Dũng sẽ gặp gỡ với quý vị mình hai câu giảng thầy, đó là Hạ Nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can. Mời cô bác theo dõi từng chi tiết. Hạ Nguyên nay đã hết đời. Hạ Nguyên là như thế nào mà Đức Thầy, Đức Giáo Chủ chúng ta đã cho biết là Hạ Nguyên nay đã hết đời. Đức Giáo Chủ nói hết đời sao mình còn ngồi đây? Đó là một câu dấu hỏi. Như vậy thì Đức Thầy nói Hạ Nguyên nay đã hết đời, từ đời Thượng Nguyên, vào thời kỳ Phật Diên Đăng Cổ Phật, thời kỳ Trung Nguyên có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vào thời Hạ Nguyên và sau hết Hạ Nguyên trở đời Thượng Nguyên nữa, thì có Phật Di Lặc chuyển thế để khai mở hội Long Hoa vào thời kỳ của đời Thượng Nguyên. Như vậy thì Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên, ở đây mỗi một nguyên chia ra thành ba nguyên, tức là ba nguyên lớn trở thành chín bối. Vậy thì Thượng Nguyên Thượng, Thượng Nguyên Trung, Thượng Nguyên Hạ. Thời kỳ Trung Nguyên chia ra ba phần: Trung Nguyên Thượng, Trung Nguyên Trung, Trung Nguyên Hạ. Thời kỳ Hạ Nguyên
có ba phần: hạ nguyên thượng, hạ nguyên trung. Cái thời chúng ta đang sống là hạ nguyên hạ, không còn một nguyên nào nữa cả. Nên Đức Thầy nói rất chính xác. Mời quý vị cho một tràng pháo tay. Đức Thầy nói hạ nguyên nay đã hết đời là không còn một nguyên nào nữa cả. Đáng lý ra là ngài tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều. Năm 1936 là tiêu diệt nhờ Đức Ngọc, nhờ Du Minh Dương xin lại, còn lưu động lại để cho chúng sanh có một cơ hội để lập thân. Chứ không thôi là hạ nguyên này không còn một nguyên nào nữa, nó đi xuống tới cuối cùng tận cùng thế giới là hạ nguyên hạ. Mà muốn chuyển lại thượng nguyên là phải tẩy trần, lọc sạch cái thời hạ nguyên này mới hết ngày rồi tới đêm. Mà hết đêm rồi sẽ tới ngày, hết hạ nguyên rồi sẽ trở thành thượng nguyên. Nhưng mà lúc giai đoạn mà thay đổi như vậy đó thì tất cả mọi thứ đều xảy ra. Đức Thầy cho chúng ta biết rằng khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Bà con đồng đạo chúng ta ngày hôm nay có cảm nhận được cuộc đời khổ chưa? Cái tuổi đời của cháu Dũng còn thấy được mà. Cái tuổi của mấy bà, cái tuổi của các ông đã cảm nhận được và thấy được cuộc đời này nó khổ, muôn trùng cảnh khổ. Chẳng những khổ sắc thân, đau bệnh, chẳng những khổ thay đổi của lý tam nguyên. Hồi trước đây, khoảng lối năm 1939 cho đến năm 1940, Đức Thầy nói, ước sao xuân mới bằng xuân cũ, thanh bạch tâm hồn cuộc thảnh thơi. Năm 1939 đã khổ rồi, đất nước chúng ta đã khổ rồi, mà lúc này bắt đầu sửa sạn vướng vào trong đệ nhị thế chiến. Tưởng đâu năm 39 vậy là đỡ rồi, khổ mà chưa đến đổi. Bước qua năm 40 còn khổ hơn nữa, lúa ngập biêu hết trơn. Mấy bà về lặt lại trong giáo lý Đức Thầy cái bài mà cái bài khuyên người vào lòng phước thiện. Cái cảnh mà Đức Thầy diễn tả đến nghe nó khổ chưa từng có. Sột sột nhà sao mũ vét nồi, ông chồng quần áo rách lôi thôi, bầy con ngơ ngác đòi sơ bữa, lũ nhỏ dành nhau lắng chỗ ngồi. Năm 1945 là chứng kiến Đức Thầy chúng ta thấy con người mình ăn luôn da dài da dép. Năm 1945 ở tại miền Bắc miền Trung rồi ăn luôn củ chuối củ thơm, cành cây ngọn cỏ chẳng còn lá đeo. Cái tuổi cô bác anh chị em có từng gặp người ta mà ăn thịt người ta chưa? Người ta ăn thịt loài thú thì có, ăn thịt tất cả các loài vật thấp xanh thì có, nhưng chưa từng thấy người ta mà ăn thịt người ta. Xuất hiện năm 1945, Đức Thầy đi khuyến nông 107 chỗ mà Đức Thầy đã gặp đó, người ta rượt với nhau đó để bắt ăn thịt với nhau. Và mẹ đó không nỡ ăn thịt con mình, phải đào cái hố gì nè chôn con mình. Chuyện bên thầy còn kể lại, chứ cái tuổi của con có chút béo gì sao con biết cái thời đó được. Nhưng mà chuyện bên thầy còn kể lại, con nương tựa vào chuyện bên thầy của các ông đi trước kể lại mà con biết thêm. Lịch sử còn ghi dấu ấn đó mà, lời thầy còn văng vẳng bên tai đó mà. Cái đứa nhỏ đó đó, nó mới hỏi mẹ ơi, bộ mẹ không thương con sao mà mẹ chôn con. Bà mẹ trả lời nói rằng mẹ thương con, mẹ mới chôn con. Vì bà mẹ không nỡ để cho người ta ăn thịt con mình, không nỡ con mình là banh da xé thịt sanh con mình ra, ruột thịt máu mủ, đâu để mà đổi con người ta với con mình ăn. Vào thời kỳ đó đói quá, lấy con mình đổi con người ta ăn, chứ ăn con mình thì không đành, mà phải đổi vậy đó mới sẵn lòng mới ăn được, cũng dành sự sống với nhau. Cảnh khổ chưa từng có, bà con mình thấy không? Mình được thái bình được bao nhiêu năm mà bây giờ trên thế giới bắt đầu chiến tranh nước này tới nước nọ rồi. Cháu Dũng là người tu, mọi người cùng có tâm đạo, mọi người là một trái tim, ở trong đây cái trái tim yêu nước. Mà mình thấy thế giới chiến tranh là mình ở đây đau nhói con tim. Thế giới đâu phải là không phải loài người. Thế giới cũng là loài người, cũng là con tiên cháu Phật, cũng là con trong bầu trời này. Thế giới đang bị chiến tranh thì ở đây mình cũng đau nhói. Nên người đạo Phật giáo Hòa Hảo luôn luôn lúc nào cầu nguyện cho được thái bình, cầu nguyện cho được bình an. Chẳng những vậy rồi, kéo dài thời gian nữa cho đến 2 đến 3 năm nay,
Quý vị mình thấy không? Đột nhiên cuộc sống chúng ta đang bình yên, không biết bao nhiêu cái con ve ở đâu á, nó tràn xuống ở dưới đồng bằng này nè. Hồi trước đây là con ve bà con mình thấy nó đâu xuống đồng bằng đúng không? Trên núi, trên rừng mới có. Mà trải qua 3 năm trước đột nhiên ve nó về ở dưới thế. Mà con quên, con ưa nói con trên núi, con ưa nói dưới đồng bằng là dưới thế, nó quen. Nó tràn xuống dưới đồng bằng này, nó kêu gian dậu hết trơn. Nhưng mà mình lúc đó mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, mình đâu có biết trước được đâu. Phải biết được mình về bên kia mình ở rồi, đâu ở đây chi. Nếu ai biết được đáng ghi con trời. Cho nên lúc này đó nó kêu gian dậu hết trơn. Mà ve sầu kêu mà có vấn đề gì đó. Sao qua 3 năm trước con đi núi Tà Lơn, cô bác nào bên đạo của mình, cô bác nào được đi núi Tà Lơn 3 năm trước mùa dịch chưa xảy ra đó. Mà Đức Thầy nói người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn. Bà con mình thấy đó, cái cây tòng bá 4 mùa 8 tiết không thay đổi, nó vẫn giữ được một màu xanh biếc tốt đẹp. Thế mà tòng bá trên núi Tà Lơn chết, không còn tưởng tượng nổi. Từ chùa Năm Thiền mà dài vô tế tứ giao điện Lan Thiên đó ha, chùa Bình Thiên cổng trời, rồi vô tới điện Cao Văn, suối Cao Văn, thì nơi đây là chết không chết 99%, còn một hai cây lại thôi, còn nhiều chết hết trơn vậy nè. Mà không biết chuyện gì, mình nghĩ rằng là mùa sương muối nó chịu không nổi. Mà nếu nói mùa sương muối thì từ hồi trước tới bây giờ là mùa sương muối nó cũng chết mà, phải không? Nếu nó chết là phải chết, nhưng mà nó cũng đâu chết đâu. Nhưng mà không biết tại sao 3 năm trước cây tòng bá nó chết không còn tưởng tượng nổi trên núi Tà Lơn, mà riêng cây này mới chết thôi, còn mấy cây kia nó không chết, rất là đặc biệt vậy đó. Giống như vào thời kỳ bà Võ Tắc Thiên á, bà lên bà nắm chủ quyền rồi đó, của nhà Đường rồi đó. Lúc này tất cả các loài hoa đều nở rộ, riêng là hoa mẫu đơn nó không chịu nở. Bà tức mình, bà đài cái mấy cái chậu này, bà lôi những cái chậu hoa mẫu đơn ra ngoài khỏi công viên đó hết, đài nó để cho nó chỗ bông hay không, mà nó không chịu chỗ đó. Đó. Rất là đặc biệt vậy đó. Ai về đâu cái vụ mà ve kêu, cái vụ mà tòng bá nó chết xảy ra cách đây gần 3 năm trở lại đây, thì bắt đầu chặn dịch nổi lên toàn cầu thế giới. Vậy rồi quý vị mình thấy khổ không? Nổi lên là toàn cầu thế giới, cái cảnh khổ nó chiến cho nó vậy đó. Rồi bây giờ là hiện tại rồi, bắt đầu Nga với thằng Putin gì rồi mấy nước nữa đang chiến tranh với nhau nữa, quý mình thấy không? Mà hiện nay dân Việt Nam chúng ta còn được bình yên là do cái phước báo của đất nước Việt Nam chúng ta. Việt Nam bắt chiến tự nhiên thành vô tranh tự nhiên đất, không chiến tranh với ai cả. Nhưng mà sau này nước Việt Nam chúng ta là được đại cường quốc trên thế giới, cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh cho người trung hiếu. Muốn được sống của cuộc đời thái bình đó, của ngày mai sau này, của đời thượng nguyên trở lại, chung với hiếu mà thiếu thì không bao giờ có mặt. Hiền lành chừng ấy xin dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời đỉnh phăng. Cho một tràng pháo tay. Để không thôi cái giọng con nói gao gao bà con mình ngủ gục hết trơn à. Vậy thì Đức Thầy cho chúng ta biết rằng hạ nguyên nay đã hết đời, là không còn cuộc đời nào nữa, không còn một nguyên nào nữa cả, mà còn trong giai đoạn là do vua Minh Vương xin với Thiên Ngọc Đế là còn lưu lại để cho mình á, còn giai đoạn của hạ nguyên. Giả tỷ bây giờ là ban ngày nè, là ngày này là sắp hết rồi, đây tới 6 giờ chiều là hết, mà mình còn đang ở đoạn trong một ngày này nè, nửa đoạn trong một ngày này, giống như hạ nguyên mà mình đang sống ở trong cuộc đời hạ nguyên hạ nè. Nó sắp sửa đến 6 giờ là không còn nữa, là ngày nữa, nó sẽ trở lại đêm. Mà mình đang sống đây là sắp sửa là đã cùng cuối của hạ nguyên. Thời chúng ta đang sống nó còn lưu động lại, không biết là mấy giây, không biết là mấy tiếng đồng hồ nữa là sẽ xong cuộc đời hạ nguyên. Đó. Mà để cho chúng ta để lập thân, phong ba biến chuyển, đổi dời gia can. Quý vị mình thấy phong ba là gì? Phong ba là gió lớn. Phong ba là gió lớn nằm trong tam tai bát nạn. Tam tai là phong tai, tức là bị cuồng phong đã nổi dậy lên làm nhận chìm cả toàn cầu. Giống như nhà chúng ta đang bình yên, đột nhiên có cuồng phong ở đâu nó đẩy tới, rồi nó đẩy nguyên một cái lốc gió sấy sập mấy chục căn nhà. Một trận cuồng phong nổi dậy lên nó làm rung rinh nhà cửa, tự nhiên đất sụp xuống hết tất cả. Đất bằng mà dậy sóng nó còn gì trời ơi.
Sài Gòn gia đình ai ngờ nước đâu mà chảy lỡ bờ lướt cây, rồi cuộc sống chúng ta như thế nào đây? Có nhiều người nói chú Dũng ơi, chú nói làm sao chứ giờ sao thấy ai cũng nói tới trơn mà không thấy gì hết trơn, giờ tu hết nổi rồi. Tu hết nổi, tôi nói tu hết nổi thì chìm. Chịu cái nào? Hết nổi thì chìm. Chứ tu là tu đâu phải là bẻ gãy dạ chân sống, hoặc là ngồi cho lội cái giò, đâu phải tu là gì mà tu không nổi. Chữ tu định nghĩa tức là trao sữa, sửa cái người từ xấu nó trở thành tốt. Quý vị mình biết cái từ cải tạo không? Cô bác lớn chắc biết nè. Cái từ cải tạo là gì? Con người này sống bị phạm vào trong tứ đổ tường tệ nạn xã hội, bị phạm pháp đưa vào tù. Bắt đưa vào tù là để cải tạo, tức là sửa đổi con người này trở thành người tốt, thì trở về sống cuộc với gia đình bình yên, lo làm ăn tốt đẹp đất nước và gia đình của mình, nên gọi là cải tạo. Ngày hôm nay cái chữ tu tức là sửa đổi, còn gọi là trao sửa những từng cái thói xấu trở thành tốt, bất hiếu trở thành có hiếu, người chưa được anh hùng thì phải bảo vệ đất nước trở thành là một vị anh hùng. Chẳng lẽ xưa hai mà nay dở kiếp vượt là cái cớ dông gia? Hai bà Trưng Chắc Trưng Nhị là nữ mà đứng lên bảo vệ biên thì mấy bà thuộc về hàng mẹ Việt Nam anh hùng, mấy bà sợ gì, giật tới nhà đàn bà cũng đánh. Thế giới này nam làm được thì nữ làm được chứ, ý chí của người nữ của mấy bà năm xưa đâu, tầm dông giọt nhọn cầm đâu bây giờ, hiện nay cái tâm hồn đó ở đâu, ngủ quên đúng không? Hay là thấy thái bình rồi không có gì, mấy bà cũng phải tập võ nghệ đâu đó cho sẵn trơn đi. Mấy bà chịch cơm nước xong bay lên võng đưa, cơm nước xong bay lên võng đưa, không lập ích lợi gì cho xã hội cho ai hết. Mấy bà cũng phải rủ nhau đi chặt thuốc nam đồ đi, mấy bà rủ nhau đi bồi đường đắp lộ gì đi, nhỏ làm việc nhỏ, lớn làm việc lớn, đặng chi có tiếng nói, nâng cao giá trị đất nước của người con Việt. Được bao nhiêu trong đất nước được mấy vị này làm? Quý vị mình biết ngày xưa cái người nữ được đi tu là do nhờ ai không? Cho bà A-ma-sa-đề, tức là bà dì của thái tử ngày xưa. Bà thấy là nam tu được rồi mà nữ không có tu, bà phát tâm bà tu rồi, bà năng, bà xin quy y Đức Phật không cho. Nếu một ngày nào mà có nữ giới tu đó là đạo Phật phải hoại trước 500 năm. Tại vì có bên giới nữ tu rồi trà trộn vào trong bên giới nam này, nó lộn xộn dữ lắm, không có cho. Cho nên lúc này tại làm thì làm cái cớ như vậy, đặng cho nam nữ phân biệt cho rõ ràng. Chứ nữ cũng là con người, nữ là chủng tánh chân như, cũng là một cái bậc giác ngộ được mà. Lúc mà làm cái cớ, bà dì thái tử lệ nói với ông A Nan, ông A Nan xin với Đức Phật, ý chí của bà dì của thái tử lúc này đó là Đức Phật đi tới đâu thuyết pháp thì bà dẫn tất cả cung nữ, những người mà chịu phát tâm quy cùng bà, gác bỏ cuộc hồng trần được đó, là đi theo Đức Phật nghe thuyết pháp tới đó. Giết ông A Nan xin giết rồi Đức Phật mới chấp nhận cho bên giới nữ tu. Mà cô bác anh chị em bên giới nữ được tu được đó là cái này có phước dữ lắm luôn đó, có phước dữ lắm. Nữ mà không tu thì thôi, tu là làm được nhiều việc hơn nam. Mà nam không tu thì thôi, tu tới chết mới thôi. Nam có ý chí vậy đó. Còn bên nữ phải không, cái gì cũng đông hơn nam. Mà đi chặt thuốc nam á, thì cũng nữ cũng nhiều hơn nam. Tới đi nghe đạo cũng bên nữ nhiều hơn nam. Rồi tới đi làm từ thiện cũng nữ nhiều hơn nam. Đi dự khóa niệm Phật cũng nữ nhiều hơn nam. Tới nhiều chuyện cũng nữ nhiều hơn nam. Nó ngộ cái đó, cái gì cũng nhiều hơn. Nói câu này chắc lá không có cà phê uống quá. Vỗ tay vỗ luôn đi. Gì cũng nhiều hơn chân á. Nhưng mà nữ làm từ thiện nhiều hơn nam. Tuy là không có mạnh dạng, nhưng mà nói cái việc mà làm xã hội rồi đó ha, là nữ là đi đầu trước nhất. Ngộ đó. Mà rủ đi hùng tiền để bồi đường đắp lộ thì cũng nữ cũng nhiều hơn nam. Đó rất là đặc biệt cái đó. Bên nam là đa phần là sức công là nhiều. Nhà cũng có một số bên nam đó là giống như là cấp cô độc là nhà báo hộ, còn đành lòng bố thí xả thân.
bên Tàu có cái ông Mạnh Thường Quân, ông thường giúp đỡ những người cô bằng, rồi cùi đuôi sức mẻ nhà cửa không có đường xá hoặc xây chùa. Ông làm hết, từ đó về sau, trên thế giới toàn cầu cũng như Việt Nam mình, ai mà làm được việc gì giúp cho xã hội thì nói cái người đó là Mạnh Thường Quân. Chứ không phải Mạnh Thường Quân là giàu, là nhất định phải giàu, không có đâu, giàu tâm hồn. Có nhiều người ta giúp ít bao nhiêu gọi là Mạnh Thường Quân. Yêu cầu người nào giúp cho được ai thì người ta gọi cái bà đó, cái chú đó là Mạnh Thường Quân. Cho nên bây giờ bất cứ người nam, người nữ, ông già, bà cả, trẻ em, lớn nhỏ gì không biết mà được giúp cho xã hội này là đó là Mạnh Thường Quân. Đó là một người con Phật, đó là một người con Phật giáo hòa hảo. Như vậy thì Hạ Nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can. Cái cuộc đời này tại sao người ta giác ngộ người ta đi tu? Tại sao người ta giác ngộ người ta ăn chay trường đi tu chi vậy? Ta nhìn thấy cái cuộc hồng trần này nó thay đổi. Tin tưởng lời Đức Huỳnh giáo chủ nói rằng cái Hạ Nguyên nó không còn nữa. Không biết thời gian nào nó sẽ xoay chuyển của từ không gian 3 chiều đến thành 4 chiều đây. Rồi cái cuộc sau này nó sẽ gia can chia lìa hết. Ông Ba Thới nói trong Kim Cổ Kỳ Quan, đạo vợ chồng con cháu cột đùm, tức là lấy cái áo của mình nè, cột với nhau, sợ giặc giả chiến tranh, sợ cái cảnh mà tối trời tối đất, rồi không biết vợ chồng ở đâu mà kiếm, con cháu đâu mà kiếm. Cho nên lúc đó đó, nhưng mà ngủ mê thức dậy rồi sức đùm không hay. Cái cảnh tượng đó rồi vợ con chồng vợ rồi chia ly hết. Hạ Nguyên đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, tức là thay đổi từ mạng sống, thay đổi từ gia đình luôn, chứ không phải tầm thường. Ở trong Tứ Thánh cho biết gì nè, đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trăm ngày giờ, đổi ông cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ nam bang, trời xây Âu Á bốn phương, nước tràn bờ cõi, khó an thời kỳ. Cho nên không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu, thầy báo cho chúng ta. Thank you.
Thank you.